Hi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Học Vui Cùng T-Rex. Làm thế nào để làm bài tập chương halogen thật tốt? Đầu tiên các bạn hãy chia thành các dạng riêng theo tính chất hóa học của halogen. Dạng một, bài toán thực tế. Dạng 2, kim loại tác dụng với halogen. Dạng 3, bài toán điều chế chlorine. Dạng 4, kim loại và oxide kim loại tác dụng với hydrochloric acid. Dạng 5, bài toán về muối halogen nua. Dạng 6, các dạng toán khác. Các bạn tải file bài tập từng dạng dưới phần mô tả của video.